Xin kính chào thưa quý vị, các anh, các chị và các bạn, đặc biệt là các quý khách hàng kính yêu trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tôi tên là Nguyễn Văn Phồn, tổng giám đốc của hệ thống vi trách nhiệm hữu hạn Phồn Thịnh Thế Quang. Xin trân trọng giới thiệu sự hợp tác của hệ thống Phồn Thịnh Thế Quang trên toàn quốc cũng như là thế giới, và đã hợp tác với lại một thương hiệu lớn của Hikari từ năm 15-16 cho tới giờ, trải qua là 6-7 năm, chúng tôi xây dựng, hình thành và phát triển, đưa những cái giá trị lớn mà do những trí tuệ của một thương hiệu Hikari, là trí tuệ của điện tử hóa rồi tự động hóa cũng như là giải pháp hóa đến tất cả khách hàng mà chúng ta đã trải nghiệm và xây dựng được cho tới ngày hôm nay. Thì ngày đó tôi gặp và cũng trao đổi và làm việc với chủ tịch Ngô, thì chúng tôi nhìn thấy tâm tầm và giá trị cũng như là sự tự động hóa và giải pháp hóa thông minh của thương hiệu Hikari. Lúc đó tôi đã xác định với đại thương hiệu cùng ký một hiệp định đại lý mang thời hạn tức là 20 năm từ 2016 cho tới 36. Chúng tôi đồng hành và cùng xây dựng phát triển cho tới ngày hôm nay những giá trị đạt được. Thì việc đầu tiên là xin cảm ơn nỗ lực của thương hiệu Hikari, và đặc biệt hơn nữa là sự tin tưởng cũng như là sự yêu thương và giá trị hiệu quả mà khách hàng đã nhận lại được. Đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi cũng như bây giờ và mai sau. Chúng tôi sẽ cùng nhau tập trung hơn nữa để đưa đến những cái giá trị lớn hơn nữa, đẹp hơn nữa, tốt hơn nữa và bền vững hơn nữa, cùng với tất cả các đại lý và nhà phân phối của Hikari trên toàn thế giới, sẽ mang những giá trị, những hiệu quả tốt nhất của thương hiệu Hikari đến tới gần với khách hàng hơn, và hiệu quả hơn cũng như là thành công hơn, hạnh phúc hơn. Tất cả cũng thấy ok về cái máy Hikari, về cái chất lượng và cái hiệu suất thì nói chung là tốt. Về cái phần mà máy móc, I like the Hikari machine. It's good. Benar-benar sangat menunjang untuk produksi. Máy này hiện tại chạy rất chi là ổn định, tốc độ cũng tương đối cao và đảm bảo được năng suất.